Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi tin tức thời sự nóng, liên tục cập nhật những thông tin trong nước và quốc tế trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian quý báu của mình để theo dõi chương trình. Và không để quý vị chờ đợi lâu, chúng ta cùng điểm qua những tin tức chính có trong chương trình. Sai phạm động trời của nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh. Có mâu thuẫn trong báo cáo án oan sai do thống kê hay do báo chí? Kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan vụ đôi vợ chồng bị kết án oan. Nhiều vụ việc bị dồn vào chân tường mới tìm đến cục bồi thường nhà nước. Sai phạm động trời của nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh. Thưa quý vị, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh Diệp Văn Thạnh cùng đồng phạm thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công trái với quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 25 tháng 4, theo nguồn tin của báo Người Lao động, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa hoàn tất cáo trạng vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và truy tố các bị can Diệp Văn Thạnh, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh, Trần Trường Sơn, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh. Ngoài ra, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh còn truy tố các bị can là cán bộ phòng tài nguyên môi trường thành phố Trà Vinh, gồm Lê Hữu Lễ, nguyên trưởng phòng, Nguyễn Văn Chiến, nguyên trưởng phòng, Lý Kiến Trung, nguyên phó trưởng phòng, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Trọng Nghĩa, nguyên chuyên viên, Trần Mười, Trần Thanh Vũ, Huỳnh Công Chức, Lê Hoàng Anh, có đất, Trầm Ngọc Long, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ Ngọc Long và 5 bị can khác. Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến 2018, Thạnh, Trường, Sơn, Chiến, Lễ, Trung, Thanh Sơn và Nghĩa thực hiện việc miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trái với quyết định 117, quyết định 118 của Thủ tướng Chính phủ, công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính, công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Việc này tạo điều kiện cho chủ đất và có đất lợi dụng chính sách ưu đãi, sự khó khăn của gia đình chính sách, chủ đất thông qua cò tìm đến gia đình chính sách làm thủ tục hợp đồng chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất khống, không mua bán hoặc tặng cho thật, để gia đình chính sách đứng tên. Từ đó hợp thức hóa hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, từ đất không phải là đất ở để được nhà nước miễn, giảm tiền sử dụng đất từ 65 đến 100%. Sau khi hợp thức hóa chuyển mục đích sử dụng đất thì tiếp tục lập hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất không thật trở lại cho chủ đất cũ hoặc chuyển sang người khác đứng tên nhằm không đóng thuế chuyển mục đích sử dụng. Bị can Diệp Văn Thạnh và Trần Trường Sơn đã ký 313 hồ sơ do miễn giảm sai gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 69,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhóm bị can là cò đất, chủ đất câu kết với nhóm nguyên cán bộ phòng tài nguyên môi trường thành phố Trà Vinh làm thủ tục khống, hợp thức hóa hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo chế độ miễn giảm gây thất thoát cho nhà nước với vai trò đồng phạm. Trong đó, Trần Mười thực hiện 49 hồ sơ hưởng lợi bất chính hơn 575 triệu đồng. Trần Thanh Vũ thực hiện 11 hồ sơ hưởng lợi 70 triệu đồng. Huỳnh Công Trúc thực hiện 20 hồ sơ hưởng lợi 64 triệu đồng. Có mâu thuẫn trong báo cáo án oan sai do thống kê hay do báo chí? Quý vị thân mến, công tác thống kê báo cáo oan sai là sai hay báo chí đưa tin sai? Hôm trước Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao báo cáo không có oan sai, nhưng ngày hôm sau, báo chí đưa tin có oan sai ở Cà Mau. Tại phiên thảo luận ở nghị trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đại biểu Trịnh Ngọc Phương, đoàn Tây Ninh nêu thực tế. Trong khi Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đọc báo cáo ở Quốc hội và cho rằng không có oan sai trong xét xử, thì ngày hôm sau trên báo chí đưa tin về trường hợp bị Tòa án Nhân dân thành phố Cà Mau kết án oan sai vào ngày 14 tháng 7 năm 2016 về tội cố ý gây thương tích. Tòa án Nhân dân thành phố Cà Mau đang là bị đơn trong vụ án bồi thường oan sai này. Vậy công tác thống kê báo cáo oan sai là sai hay báo chí đưa tin sai? Ông Phương đặt vấn đề và cho rằng đây là vụ án nằm trong thời điểm của nhiệm kỳ Quốc hội 14. Không án oan sai hay chưa phát hiện oan sai hay chưa có văn bản của nhà nước để minh chứng oan sai về mặt pháp lý. Một ví dụ khác mà ông Phương đề cập là thời hạn xét xử.
Trên trang 7 của báo cáo nêu đã có sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp để đảm bảo đúng thời hạn xét xử. Tuy nhiên, ông Phương dẫn ví dụ về trường hợp ở Tây Ninh, một vụ án giết người xảy ra cách đây 4 năm, xét xử sơ thẩm lần 1 ngày 20 tháng 11 năm 2017, án bị hủy nên xét xử sơ thẩm lần 2 vào ngày 1 tháng 7 năm 2019. Nhưng 21 tháng trôi qua, phiên tòa phúc thẩm vẫn chưa mở được và chưa biết khi nào được mở lại. Cử tri rất mệt mỏi trông chờ, con em họ kêu oan bị gia hạn tạm giam nhiều lần theo 5 tháng. Ngoài ra, đại biểu này còn chỉ ra sự mâu thuẫn trong báo cáo của tòa án về vấn đề giải quyết các vụ án dân sự. Cụ thể báo cáo cho rằng, việc giải quyết các vụ việc dân sự về cơ bản đảm bảo đúng pháp luật, bảo vệ kịp thời quyền chính đáng của các bên đương sự. Như vậy thì quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự đã được tòa án các cấp giải quyết thỏa đáng, thì sẽ không có đơn đề nghị khiếu nại giám đốc thẩm, tái thẩm. Tuy nhiên, tại trang 13 của báo cáo thể hiện, mặc dù trong điều kiện còn hạn hẹp về biên chế cán bộ và số lượng đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm phải giải quyết là rất lớn, nhưng với việc triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ với nhiều giải pháp, sự nỗ lực của tòa án nên tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong những năm gần đây có tiến độ, tỷ lệ giải quyết năm sau luôn cao hơn năm trước. Kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan vụ đôi vợ chồng bị kết án oan. Quý vị thân mến, chị Nguyễn Thị Thi, con gái của ông Nguyễn Văn Võ, ngụ xã Đắc Bu So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết, gia đình vừa nhận được thông báo của huyện ủy Tuy Đức về việc xử lý kỷ luật các cán bộ, đảng viên đã gây oan sai cho bố mẹ chị. Theo chị Thi, trước đó gia đình chị đã có đơn gửi thường trực huyện ủy Tuy Đức kiến nghị tố cáo về việc bố mẹ chị là ông Võ và bà Nguyễn Thị Thường bị công an huyện Tuy Đức bắt người trái pháp luật, bị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện truy tố sai pháp luật và bị Tòa án Nhân dân huyện cố tình tuyên bản án oan sai. Một số cán bộ, đảng viên đã lạm dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định của pháp luật, đẩy bố mẹ chị vào vòng lao lý, xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của bố mẹ chị, vốn là cựu chiến binh. Từ sự việc trên, vợ chồng ông Võ đề nghị tổ chức đảng và các cơ quan liên quan xem xét ra quyết định kỷ luật khai trừ khỏi đảng đối với các cán bộ vi phạm để giữ gìn đảng trong sạch. Sau khi xem xét nội dung đơn, Thường trực huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, tổ chức đảng có liên quan xem xét xử lý theo thẩm quyền. Trong số các cán bộ đảng viên có liên quan đến vụ án oan sai, có 5 người thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, 3 người thuộc thẩm quyền xử lý của Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, 1 người thuộc thẩm quyền của Đảng ủy Công an huyện Tuy Đức, 1 người thuộc chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tuy Đức. Đến nay, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã giải quyết 5 người, gồm cảnh cáo ông Dương Danh Quế, nguyên trưởng Công an huyện Tuy Đức, cảnh cáo ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên điều tra viên Công an huyện Tuy Đức, hiện là đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Giang Nghĩa. Ông Nguyễn Hồng Trương, nguyên chánh án Tòa án Nhân dân huyện Tuy Đức, hiện là chánh văn phòng Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông, cũng bị kỷ luật cảnh cáo và 2 cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tuy Đức khác cũng bị kỷ luật. Đối với các cán bộ, các công tác tại huyện, gồm ông Cao Xuân Thủy, Phó trưởng Công an huyện Tuy Đức và ông Phạm Trường Nam, đội trưởng đội cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Đức cũng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Xin các ông Phạm Văn Quân, thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Tuy Đức, chủ tọa phiên tòa, ông Phạm Ngọc Cảnh, Phó trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tuy Đức và ông Hoàng Thanh Trung, kiểm sát điều tra vụ án oan sai đang xem xét xử lý theo quy trình. Từ một tranh chấp dân sự về đất đai giữa vợ chồng ông Võ và 2 người dân khác, Tòa Nhân dân huyện Tuy Đức đã đình chỉ vụ án, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. Ngày 11 tháng 4 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Đức ban hành quyết định khởi tố vụ án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và khởi tố bị can đối với vợ chồng ông Võ. Ngày 4 tháng 10 năm 2018, Tòa Nhân dân huyện Tuy Đức mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt ông Võ, bà Thường 2 năm tù. Ngày 4 tháng 1 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án và tuyên hủy toàn bộ bản án điều tra lại. Sau gần 9 tháng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Đức không tìm ra chứng cứ chứng minh được hành vi phạm tội của các bị can. Công an huyện Tuy Đức đã ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án, quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với vợ chồng ông Võ. Ngày 5 tháng 6, Tòa án Nhân dân huyện Tuy Đức đã tổ chức buổi công khai xin lỗi, phục hồi danh dự cho 2 công nhân này.
các cán bộ gây oan sai không xuất hiện. Buổi xin lỗi cũng diễn ra nhanh chóng khiến cả trăm người dân tới theo dõi bất bình và bức xúc phản đối. Tình hình căng thẳng khi nhiều người dân yêu cầu đơn vị tổ chức phải mời những cán bộ gây oan sai đưa ra lời xin lỗi với người bị oan, đồng thời để luật sư bào chữa có ý kiến phát biểu. Sự việc chỉ được giải quyết khi Tòa án Nhân dân huyện Tuy Đức đồng ý với đề nghị của gia đình người bị oan và người dân có mặt tại buổi xin lỗi. Nhiều vụ việc bị dồn vào chân tường mới tìm đến Cục Bồi thường Nhà nước. Quý vị thân mến, ông Lê Thái Phương, Phó Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp, tại buổi gặp mặt một số cơ quan báo chí nhằm thông tin về các hoạt động liên quan đến dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Cục Bồi thường Nhà nước 23 tháng 5 năm 2011, 23 tháng 5 năm 2021. Ông Phương cho biết, 10 năm qua, các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành để thông tin về công tác quản lý nhà nước, trong đó có công tác bồi thường nhà nước. Ông Phương nhận định, nhiều bài viết liên quan đến vụ việc bồi thường, yêu cầu bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả đã được đăng tải và có thể nói rằng báo chí giữ vai trò hết sức quan trọng. Nhiều vụ việc nổi cộm như vụ ông Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn, nếu không có cơ quan báo chí vào cuộc tìm hiểu cặn kẽ tình tiết vụ việc để đến mức đại biểu Quốc hội phải đưa ra diễn đàn Quốc hội, thì có lẽ những người bị thiệt hại này phải rất lâu mới được bồi thường. Cũng theo ông Phương, thời gian gần đây vẫn xảy ra tình trạng nhiều vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước nhưng phía cục hoàn toàn không được báo cáo. Chỉ đến khi báo chí phản ánh thì Cục Bồi thường Nhà nước mới biết. Như năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh không báo cáo về vụ việc ông Bùi Minh Lý, bí thư chi đoàn ở Long An bị oan. Nhờ báo chí phản ánh vụ việc này, chúng tôi đã lập tức yêu cầu báo cáo tại một cuộc họp kiểm tra, đôn đốc tiến hành xử lý, xin lỗi công khai. Ông Phương dẫn chứng và cho rằng báo chí đã tạo ra sức ép nhất định để cơ quan công quyền thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Trả lời câu hỏi của báo chí về việc cán bộ cơ quan nhà nước có nhận thức như thế nào về trách nhiệm bồi thường, còn xu hướng né tránh không nhìn thẳng vào bản chất sự việc. Ông Phương cho biết, luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 đã có tác động tích cực đến bộ phận cán bộ công chức. Bởi lẽ luật này ban hành với hai mục tiêu, trong đó mục tiêu đầu tiên là để bảo vệ những người bị thiệt hại, mục tiêu thứ hai là răn đe và phòng ngừa. Theo ông Phương, trước đây có giai đoạn cơ quan nhà nước né tránh đùn đẩy và không coi việc bồi thường là trách nhiệm của mình mà của cơ quan khác. Người ta coi rằng công tác bồi thường nhà nước là mang tính sự vụ và họ cần chúng tôi khi mà họ bị dồn đến chân tường, bắt buộc phải giải quyết. Nhưng bây giờ, nhận thức của họ đã thay đổi rất nhiều, đồng thời cán bộ, công chức nhà nước cũng được đào tạo bài bản hơn, qua đó làm hạn chế hành vi sai phạm, làm phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước.